Rồi xin chào tất cả quý vị các bạn nha. Hôm nay mình có dịp mình sẽ dắt mọi người đi tham quan một vòng với khu giáo thứ Phú Tảo hôm nay. Hiện nay bây giờ ra sao? Hiện nay mình đang đứng ở ngay cái đường Nguyễn Ái Quốc này, ngay cái hội dòng Thánh Giá Sơn Lộc thuộc giáo hạt hôm nay, giáo phận Sơn Lộc, ngay cái lớp trẻ Hoa Sơn này. Đi thẳng đây là mình ra được công viên 34 rồi nhá. Đó thì hôm nay mình rất mọi người đi tham quan cái khu Phú Tảo ở đây nó ra sao. Thì cái khu Phú Tảo này ngày xưa thì nó mình thấy có cái cầu, nhưng mà gần đây thì nó đã hình thành cái cầu đi thông thoáng ở tới khu phố ra hôm nay, và làm rất là thông thoáng đường xá. Phía trái quý vị đây là cái chợ số 6 rồi nhá, số 6. Đây thì ở nơi đây có rất là nhiều cái dịch vụ ăn uống, ở đây còn có cà phê. Bên trái quý vị là giáo xứ Hòa Hiệp. Mình sẽ vào tay phải nhá. Đây tiếp cận quý vị bên tay phải đây là cái giáo xứ Phú Tảo đây vậy nè, giáo xứ Phú Tảo đây nằm ở đây. Thì nó giờ nó thay đổi rất là nhiều quý vị. Bây giờ ngồi bên đây đây, đi thẳng lên bên hông chỗ giáo xứ Phú Tảo này cho nó tới ba mặt tiền quý vị. Mình sẽ gần bên đây. Khu này thì nó nằm ở khu phố 5. Khu 5 thì khu 6. Đây buổi sáng thì nó hay có quán cà phê ở đây vì này. Đây thì họ thấy ở đây họ rất là lâu đời rồi. Phía trước mặt quý vị thì nó có một cái nghĩa trang giáo xứ Phú Tảo rồi. Nghĩa trang giáo xứ Phú Tảo. Đi xe vô khu nghĩa trang Phú Tảo nha. Thường nó đóng cửa thì đây nghĩa trang Phú Tảo. Trang này mình thấy đa số là của người Dạo. Rất là đều đẹp này. Đây là cái hẻm cụt cái gì nhá. Đất trên này còn rất nhiều cái này. Biết đây có thông được không? Mình thấy ở đây có cái cổng sâu này, mình thông ra ngoài này đúng không nhá. Bình thường thì mình thấy đóng cửa vì rồi có cái cầu gần đây thì họ mới khởi công cái cầu. Một số giáo dân và giáo xứ mới khởi công ngày 2 tháng 7 2018 và khánh thành 23 tháng 12 2018 vậy. Này thì kết nối với cái khu phố 13 hôm nay nên là cũng rất là thuận lợi. Thì trước đó thì cái cầu này chưa có, nhưng mà theo một số người ở đây lâu rồi thì ngày xưa nó cũng có một cầu cũ, có cầu rồi, nhưng mà về mưa gió và bão thì nó trôi mất. Thì gần đây thì ở cha và các giáo dân ở đây thì họ góp tiền và góp sức
và khánh thành xong cái cầu này hai năm 2018. Bên đây có cái xưởng này. Phải đi rất là tiện, được khi cái được con đường này xong thì mọi người có thể đi ra chợ thứ 6 rất là tiện và không phải đi ra khu công nghiệp nữa. Mà tiền này đây thì buôn bán cái dịch vụ liên quan ở đây. Đây là mình ra chỗ đường Nguyễn Ái Quốc rồi nhé. Cái giao sư thấu tạo này hình như nó chỉ có mở cửa vô cái này mà chờ lễ thì mở cửa rồi. Đi họ có mở cổng sau. Biết cái con đường này nó có thông không? À, đây có cái con đường này. Nhưng mà đây thành cột kìa. Sẽ quay lại. Quẹo khu đây nhé, mà mấy cái hẻm khu này nó có thâm không thì đây cũng là cái lần đầu mình ghé vô nơi đây. Đây là hẻm cột kia, đa số đây là hẻm cột không à. Cái ấm này quý vị, đây là có cái đức mẹ hạt măn cô kìa. Đây mình sẽ có cái hẻm ở đây. Bên đây cũng có một số hộ dân ở đây mình. Cột luôn ta. Cột. Đây có cái đức mẹ măn cô.
đời Đức Mẹ Fatima. Đây có một cái hẻm gì đây. Rồi mình sẽ vô cái hẻm này coi nó có cái gì. Ồ. Trong đây cũng có khá nhiều dân ở đây nè, đây nè. Đấy nghĩ ở đây thì dân họ ở đây cũng khá là lâu đời vì đường xá trong đây cũng khá là rộng. Có nhà trọ nữa. Ờ, đây có một cái nhà lầu rất là đẹp đây nè. Đây thì khu này thì mình không có làm bánh tráng như ở khu Kim Bích. Bích thì họ làm bánh tráng, sản phẩm miến, gạo. Ra được luôn đường này, ra được lớn nữa quý vị. Mới có dịp khám phá ở nơi đây. Có một cái suối này, vô cái suối này coi. À, đây thì mình thấy cũng có một số cái hộ dân. À, con câu là của bóng bàn. Hết ở đây mình thấy là sát suối này. À, đây bàn tên nít. Xưa rất phân lô này gì nè. Dạ, đây thì rào hết rồi. Cho nên là hàng cột đi nhé. Phía trước kia bên kia cũng vì đó là cái khu phố 13 mình. Hôm nay khu đồi táo, gọi là khu đồi táo. Suối giờ rất là nhiều nhà sát suối rồi. Đất khá là nhiều đây.
đây là mình tới khu ngã tư Diên Tùng, khu và hôm nay bên này là khu bánh chưng, đặc sản bánh chưng của hôm nay. Đây là số là người Hải Dương rất là nhiều vị. Trong video tiếp tiếp thì mình sẽ quay cho mọi người cái khu cầu sạch hôm nay ở khu phố 13, khu đồi táo này nó thay đổi ra sao rồi nhé. Giờ mình xin chào mọi người nha, hẹn mọi người trong một cái video gần đây nhé. Chào sắp tới nha.